Bàn về phán quyết dẫn độ Y Quynh Bđắp của Tòa án Hình sự Thái Lan, quyết định đúng đắn. Sự việc, Tòa án Hình sự Bangkok hôm 30 tháng 9 đã ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bđắp về Việt Nam. VOA tiếng Việt lên tiếng. Tổ chức Người thượng vì công lý MSFG cực lực phản đối quyết định của việc dẫn độ ông Y Quynh Bđắp theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. MSFG khẳng định ông Y Quynh Bđắp không hề liên quan đến vụ nổ súng ở tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 6 năm 2023. Vậy vì sao Tòa án Hình sự đưa ra phán quyết nói trên và bản chất của tổ chức MSFG là như thế nào? Tổ chức Người thượng vì công lý MSFG là tổ chức phản động do chính đối tượng Y Quynh Bđắp lập ra, tập hợp nhóm người dân tộc thiểu số tại Thái Lan có tư tưởng chống phá nhà nước Việt Nam. Với vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho người thượng ở Tây Nguyên, chúng đã xuyên tạc, bóp méo, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai tự trị. Ngoài ra, chúng còn liên kết và nhận sự hậu thuẫn của một số tổ chức phản động khác, thường xuyên tuyên truyền kích động chống phá, lôi kéo, móc nối các đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Do vậy, việc tổ chức nói trên lên tiếng phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan khác nào hành động chí phèo, la làng, ăn vạ khi không ai còn bảo kê nổi cho chúng nữa. Còn bản thân Y Quynh Bđắp, trú tại buôn Khuê, xã Băng Adreng, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, trong gia đình có truyền thống chống phá đảng và nhà nước. Bản thân Y khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường đã có tư tưởng chống phá chính quyền, thường xuyên liên lạc với phun rô lưu vong, lôi kéo mọi người tham gia, tuyên truyền chống phá nhà nước. Mặc dù được cơ quan chức năng giáo dục và cho hưởng sự khoan hồng, nhưng Y vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục hoạt động chống phá. Trước sự xa lánh của bà con buôn làng, hắn không còn con đường nào khác, đã cùng vợ con vượt biên sang Thái Lan. Liên quan đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk, trước những tài liệu chứng cứ thu thập được đã chứng minh Y Quynh Bđắp có vai trò chính và chủ mưu, quá trình điều tra, truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng đã có đủ căn cứ kết luận vụ tấn công này có sự chỉ đạo tiếp tay của Y Quynh Bđắp, người đứng đầu tổ chức khủng bố Người thượng vì công lý MSFG. Điều này đã được chính những đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố khai nhận. Xin trích dẫn một số lời khai. Huen Eban, một trong những kẻ cầm đầu vụ khủng bố, đã khai nhận: từ năm 2018, Y Quynh đã liên lạc với Huen, chỉ đạo tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chuẩn bị cho việc tiến hành khủng bố. 2. Y Krông Phốc, đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023, khai nhận: năm 2017, Y Quynh giao cho tôi đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức lại lính. Tôi chuẩn bị 2 khẩu súng hơi với 1,2 kg thuốc nổ. 3. Y Tim Nie, đối tượng cầm đầu nhóm tấn công Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023, khai nhận: tôi lấy con dao, tôi đâm ông đó từ trên xuống dưới rất nhiều nhát, tôi không nhớ được. 4. Y Ba Bài, đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023, khai nhận: Y Quynh đã chỉ đạo, xúi dục chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện, đồng thời chỉ đạo phải quay video diễn biến cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ gửi cho Y Quynh để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế biết can thiệp. Y Ba Bài đã gửi hình ảnh về lực lượng khủng bố tập trung trong chòi dãy cho Y Quynh trước ngày tấn công 11 tháng 6. Y Quynh nói, quay video hoặc chụp ảnh gửi cho Y Quynh, quay anh em trong chòi dãy tập hợp. Quynh nói, quay để gửi cho quốc tế biết. Từ những lời khai của các đối tượng phạm tội, họ đã bị Y Quynh Bđắp lôi kéo, dụ dỗ và hứa hẹn sẽ được cho tiền và tài sản sau khi thực hiện hành vi. Hầu hết các bị cáo đều có thái độ ăn năn, hối hận, đồng tình với cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố là đúng người đúng tội. Do đó, ngày 11 tháng 8 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố. Ngày 14 tháng 8 năm 2023 ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Bđắp. Vậy nên khẳng định rõ ràng rằng Y Quynh Bđắp phải chịu hình phạt một cách xác đáng, đúng người đúng tội. Nói về vụ việc đau xót này, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên bày tỏ quá tàn ác, không thể chấp nhận được. Già Kasahatang, sinh năm 1949, thôn 1, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, mong muốn nhà nước sớm trừng trị các đối tượng này nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Già làng Iprinie, sinh năm 1940, trú tại Buôn Sút Đưng, xã Cư Xê, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, giết bao nhiêu người, cả cán bộ, cả người dân thường, rất man dợ, đau thương toàn dân, cơ quan pháp luật xử lý thế tôi thấy hợp lý, đồng bào rất là ủng hộ. Bà Ami Băng, Buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk. Dư luận quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong điều tra làm rõ vụ việc, xử lý triệt để các tổ chức cá nhân đứng đằng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 6. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát và quân đội các tỉnh dọc biên giới với Việt Nam và một số địa phương tăng cường công tác an ninh, phối hợp với chính quyền Việt Nam tổ chức rà soát, truy tìm những nghi phạm có thể lẩn trốn từ Việt Nam sang để truy bắt, bàn giao cho phía Việt Nam xử lý, đồng thời cảnh báo các tổ chức cá nhân tại Campuchia không được chứa chấp, dung túng cho những kẻ khủng bố.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định: "Tôi xin khẳng định rằng Mỹ không chấp nhận những gì xảy ra tại Đắk Lắk, cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức." Đồng thời, đại sứ cũng nhấn mạnh, Mỹ cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau. Đây là thông điệp chúng tôi phát đi rất rõ ràng, đặc biệt là khi có thông tin về tổ chức đặt trụ sở tại Mỹ. Như vậy, Equing Bđắp đã lấy danh nghĩa hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để tuyên truyền kích động bạo lực, phản động, khủng bố là hành động phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Việc y bị dẫn độ về Việt Nam để nhận hình phạt thích đáng được dư luận người Việt đánh giá cao, công lý phải được thực thi.